Lộ cảnh Dương Tử nhảy múa cùng các bạn diễn trong trường tương tư, khán giả bật cười vì quá đáng yêu. Trường tương tư để lộ cảnh nhảy múa cực đáng yêu của Dương Tử và dàn diễn viên. Trường tương tư hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự kỳ vọng từ phía khán giả ngay từ khi bắt đầu khai máy. Để giữ nhiệt cho bộ phim, nhà sản xuất cũng liên tục tung ra những hình ảnh mới nhất của Dương Tử cũng như dàn diễn viên trong phim. Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh Dương Tử cùng dàn diễn viên của trường tương tư đang cùng nhau thực hiện phần đoạn nhảy múa đã được tung lên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý từ khán giả. Theo đó, trong đoạn video có sự xuất hiện của Dương Tử thủ vai Tiểu Yêu, Đặng Vi thủ vai Đồ Sơn Cảnh và Vương Hoàng Nghị thủ vai Xích Thủy Phong Long. Ngoài ra còn cảnh quay có sự góp mặt của nhân vật Huỳnh Duyệt thuộc tuyển nhân vật phụ. Bốn diễn viên trong cảnh quay này tạo hình cổ trang thướt tha nhảy múa theo kiểu vòng tròn, phần đoạn khiến khán giả không khỏi bật cười vì quá đáng yêu và hài hước. Nhiều cư dân mạng còn vui vẻ đùa rằng trông Dương Tử và dàn diễn viên như những đứa trẻ đang trêu đùa cùng nhau chứ không mang khí chất của một bộ phim tiên hiệp. Một số bình luận từ khán giả về cảnh quay nhảy múa của Dương Tử như sau: Dương Tử đã lầy lội rồi mà dàn diễn viên cũng hùa theo vui vẻ luôn ấy. Chưa đoán được ra bối cảnh của phân đoạn này nhưng nhìn trông đáng yêu quá, như kiểu một đám con nít đang trêu đùa với nhau. Để quay cảnh này chắc mọi người trong đoàn làm phim phải khổ sở, nín cười dữ lắm. Khán giả xem còn không nín được cười nữa mà. Đây chỉ là cảnh hậu trường thôi, chứ Đồ Sơn Cảnh trong nguyên tác là người dịu dàng ôn nhu, chưa có tấu hài như thế này đâu. Phim chưa lên sóng mà đã thấy hài rồi, không biết đến lúc chiếu còn như thế nào nữa. Hiện bộ phim Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định thời điểm lên sóng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.